nóng như này. Đấy, nóng này ông tí đổ vào thế này là ăn thôi chứ không có đỡ đông. Trái này được gọi là trái trăm mọi người ạ. Quả trăm. Quả trăm anh nhỉ? Trăm. Có quả lười không? Trăm quả trâm. Quả đi chỉ có ở Phú Yên có nha. Như quả này chỉ có ở Phú Yên có. Nếu mà có bất tỉnh khác này Phú Yên, người Phú Yên là dân đen là con này. Đây cái hạt của nó này mọi người. Đấy, hạt nó hơi tím tím. Thì đi tới đi, anh ngon ngon trái ở việc quốc ngang anh em. Ăn nó vị. Ăn nó vị chua chua. Chua. Hơi chan chát. Xong ngọt ngọt. Ngọt nữa. Đây uống rượu ngon anh nhỉ. Ngâm rượu. Ngâm rượu. Đi đặt rượu. Rượu ngâm ngon hơn rượu nho anh em. Rượu nho xong bây giờ rượu trăm em. Trăm uống cái màu nào gì em. Thấy không? Cái gì hợp phải không? Thấy hợp không? Quá như anh. Thấy lửa không? Thấy lửa không? Ai à? Đông vui cơ nhỉ? Đông vui lắm. Chiều ngày hôm nay thì anh em mình với chỗ anh Tú và anh Rồng thì đi kéo nước gót mọi người ạ. Đi kéo nước gót ở ngoài biển ra đến bờ ấy rồi. Thì cái nước gót nó đại khái để dễ hình dung, nó là một cái bên là người mình ở trong bờ, xong một bên là thuyền nó sẽ kéo dọc bờ ấy mọi người. Biển này. À chú này. Nhưng mà tí con lên ghe đấy nhá. Ok hay quá. Tí sẽ kéo bằng cái ghe này mọi người. Đây người dân đây tắm biển nhiều lắm. Đa phần là người dân địa phương thôi. Chứ quanh quanh đây không có ít khách du lịch. Bơi truyền thống thì không biết rồi. Khiêng xuống à? Hay kéo xuống? Đây bên này người ta lặn đây đi. Thằng con lấy vô mình lành ốc. Nằm ốc đúng không? Bây giờ lấy cho mình đi đâu vậy? Bơi ra cái ghe này. Bây giờ bơi ra cái ghe xanh này. Xong là để nên lấy kính. Tí nặn bắt ốc. Lành mới nhớ như này ốc này. Anh lên thì em giữ cho.
Ôi cơ. Nha. Vào cho nhỏ. Đi cơ. Mày dùng cắt rồi. Nãy thay đổi kế hoạch mọi người. Không đi kéo lưới nữa. Bây giờ về bởi vì nó nổi rông ấy. Nó nổi rông ấy, thế xong là mọi người không đi nữa. Thì là có thể là lùi lại đến muộn mới đi ấy. Thì bây giờ anh em mình thay đổi kế hoạch, bây giờ sẽ về nhà anh Rồng. Sau đấy là ăn cái món mà mình chưa ăn bao giờ trong đời cả. Ngày xưa ở nhà thì ăn tiết canh đông ấy đúng không? Bây giờ ở trong này người dân đến 80% là ăn tiết canh lỏng, tiết canh vịt, nhưng mà lại là thuộc cái dạng lỏng ấy, nó không có đông nào cơ. Thế lạ quá. Thì bây giờ mấy anh em sẽ về nhà anh Rồng sau đấy là để xem cái món mà tiết canh lỏng mà người dân địa phương ở đấy hay ăn là như nào cho mọi người. Về nhà mọi người ạ. Ui, bơi xong nên nó gió lạnh, môi thơm hết rồi. Giờ phải đi tắm nhé. Nó chả gió cơ. Nó nổi gió. Người ta lại đợi chiều tối khuya người ta mới đi cơ. Bây giờ đi xa nhà anh Rồng mọi người ạ. Đi xa nhà anh Rồng để phụ anh ấy một tay để làm vịt. Xong để xem cách anh ấy làm tiết canh nóng ở trong này như thế nào. Chứ ngoài mình hay là làm bằng tiết canh đông, thì một là pha bằng nước mắm, hai là làm bằng gói ozone ấy. Đây nhà anh ở đây mọi người. Anh ở một mình với một bạn nhỏ đó, con gái anh ấy. Anh Rồng ơi, anh Rồng xem đi nè. Đây. Trên đất có được không?
Đây. Đất Việt. Đâu? Bên kia, bên kia. Vài bãi Việt này, à đây đây hả? Ui to thế. Con này nó gọi là vịt gì anh? Vịt xiêm. Chụp mình không? Thôi vào đấy là thôi rồi. Đây 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 đây. Ok ok được rồi. Thế là cứ đánh cho nó sầu bọt như thế hả anh? Xong là vớt cái bọt, vớt cái đông này ra. Đông đi đây. Cái này đi này. Vớt cái đông này ra là tí nó sẽ cái bát còn lại nó sẽ không đông nữa. Đông này là không đông nữa. Đó, bỏ đi đây này đó. Đâu? Đâu khối còn nữa là lỏng biết luôn. Ừ. Không giờ là đông lại. Đó. Đâu lại được không? Không thấy được á. Ấm xong mình chớ cái video à. Nữa, chưa nữa. Chưa xong video. Chết rồi mà. Vạch lông vịt. Con nào ấm nữa không? Có, ấm nữa nha. Có đâu có miếng biết không? Miếng im đây đừng có lọt tới đấy xong hồng ấp xuống cho chừng là trước. Chơi chừng rồi. Còn ấm nữa này. Ở chơi luôn. À tôi đeo. Chung luôn, chung luôn. Bỏ hai tôi đi em anh. Mai anh sẽ phải đi xa, mang đi cả tình yêu hai ta, mang trái tim này đến một nơi chỉ có súng đạn và lòng thành người đàn ông. Ngâm nhìn em từ giây phút cuối, sau hai dòng lệ anh rơi, sương mù giăng lối trên anh trên con dốc nơi ta đã thề hẹn cùng nhau. Anh sẽ sống trọn tình yêu với tổ quốc em là sức mạnh. Anh mơ áo xanh đôi khi trông gai phủ lên đời, trái vẫn hơn sông đời mà phải nhạt nhòa em ơi. Cái tiết canh mềm này nó khác cái là ở ngoài mình là luộc nên nó băng ra đúng không? Xong là cho ra bát, xong là đổ tiếp vào đỡ đông đúng không? Còn ở ngoài ở trong ở những tỉnh khác mình không biết, nhưng mà riêng ở Phú Yên đây đúng không? Thì những cái vẫn là những cái lòng mề này gan mình vẫn băm ra, nhưng mà mình sẽ xào lên xong là sau đấy là bắt đầu là mới cho ra một cái khay to ấy, cho ra một cái khay to ấy. Xong là đổ vào đúng không, đổ vào xong là mới cho tiết vào, xong anh em mình mới múc ăn chứ không phải là như ở ngoài mình mà tiết canh nó mềm, à tiết canh nóng cho nước dừa rồi nó ngọt, tiết nước tiết canh ấy xào lên mọi người. Cái này là xào đỡ nó khô nước là được anh? Hả? Xào phải đỡ nó khô nước à? Ừ. Xào đỡ đỡ cho nó khô. Bên này thì sẽ là xào xả ớt. Cái con mà thịt lúc buổi buổi này cũng xào xả ớt luôn à? À hai con đều xào xả ớt rồi. Đây tiết canh nó nóng này này mọi người. Ừ, nóng như này. Đấy, nóng này ông tí đổ vào thế này là ăn thôi chứ không có đỡ đông. Ngọt lắm, thơm mùi dừa mọi người. Giờ đó là nó đông. Đông là đông, đông kiểu ấy rồi vậy.
cả cái này à? Cho cả hành tây à? À, cho cả hành tây. Hôm nay thì có đến nghỉ chân ở Phú Yên thì có qua nhà anh Rồng, anh ấy chiêu đãi anh em mình món tiết canh nóng mọi người ạ. Ví dụ ở ngoài Bắc nhà mình đúng không, thì nếu như mà tiết canh hám tiết canh mà nóng như này là không đạt, còn đông thì mới đạt. Còn ở trong này thì nóng là đạt, còn đông là không đạt. Đấy thì là ở chỗ này toàn là mọi người đây thì đều là toàn anh em trong nhà hết. Như là anh Phùng đây thì là mình đang ở nhà của ông nội của anh Phùng, bố của anh Phùng ấy mọi người. Thì là bên này là anh Rồng, thì là bố mẹ anh Rồng, thì là bố anh Rồng là em của mình. Anh Phùng. Đây là thứ năm đúng không anh? À, thứ năm. Thứ năm. Còn mẹ bố chú là thứ bảy. Còn mẹ anh thứ mười. Hôm nay được anh chiêu đãi món tiết canh như này. Sau này mà có về nhà bố vợ mà bảo con rể hám tiết canh thì hám lỏng thì bảo là hám kiểu Phú Yên, còn hám đặc thì hám kiểu miền Bắc. Mọi người nhá. Nếu tôi ngon nữa qua không được ăn, tốn. Đâu quay trong cầu Mỹ tụi nghe rồi. Thơm mà, thơm kiểu một lít dừa. Thế là kết thúc một ngày trải nghiệm ở Phú Yên rồi mọi người ạ. Sáng ngày mai thì anh em mình chắc là sẽ tiếp tục di chuyển. Đấy thì là tiếp tục di chuyển lên trên đằng về đằng thành phố Tuy Hòa. Bởi vì sắp tới là ngày 27 tháng 7 thì anh em mình sẽ đến một nghĩa trang này, sĩ nào đấy quét dọn cũng như là tham gia vào các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tại nghĩa trang. Và đến Phú Yên may là gặp được anh Phùng cũng như là chỗ bé Phú ấy, thì là mấy anh em tụi em thì mới được trải nghiệm về cái những cái món ăn hay là những cái phong tục về những cái khác biệt ở người dân Phú Yên ở đây. Mọi người biết sao, ví dụ như ở đây đúng không, đi biển là không có ăn, là không có được lật cá. Và đặc biệt nhá, ví dụ như là ngồi nói chuyện với anh Tú là em trai của anh Phùng đấy, thì là được biết được những cái phong tục ví dụ như là ngày Tết ở đây này là đi lễ là không có cầm quà bánh hay gì cả, như ở ngoài Bắc là phải cầm quà Tết đến nhà rồi thắp hương gia tiên đúng không. Ở trong này không có đấy, thế là có những cái phong tục rất là hay mà nếu có thời gian thì em sẽ kể lại cho mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người. Để không bỏ lỡ những cái video của em thì mọi người có thể ấn nút đăng ký kênh ở ngay dưới video này thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em nhé. Chào tạm biệt.